năm bộ, năm bộ. Bộ thứ nhất đó là bộ môi. Bốn bộ này, bốn chữ này ta gọi là bộ môi. Để đọc được nó, các bạn phải nhớ cho rõ, mỗi lần chuẩn bị chúng ta phải nhớ cho được. Đây là cái lưỡi của mình. Thầy sẽ vẽ cái răng cửa, các bạn chú ý để hồi phát âm bộ. Bộ răng. Để đọc được chữ bên trên, chúng ta chỉ cần chạm cái môi vừa đủ chạm và ta sẽ đọc bình thường, không được để dính chặt và cũng không được để thở ra. Book, book, wall. Tuy nhiên có chữ about hơi khó một chút, hơi khó một chút, ta sẽ tính sao. Như vậy khi các bạn đọc chữ đi mà để ý là đi thì các bạn cho cái môi vừa dính lại nhưng không được dính chặt và cũng không được thở ra. Để đọc được chữ này chúng ta phải miếng chặt cái môi và tờ giấy trước mặt các bạn sẽ rung. Mỗi một bạn đọc tờ giấy và đọc hè. Nếu tờ giấy không rung là sao? Các bạn làm gì cho thầy? Làm liền, nhưng là chúng ta có thời gian. Hèn. 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 Sau đó ta sẽ kết hợp hai chữ này là thành chữ rất là khó. Đó là 4 Hèn. 4 Hèn. Chữ đầu không có miếng môi, hai chữ sau không miếng môi. Như vậy tờ giấy trước mặt bạn chữ đầu không rung và hai chữ sau phải rung. Được chưa? Bốn hai làm đi. Bốn ok hai làm được cái này. Làm chi vậy? Bốn hai chữ sau ok nào. Đó là đọc chậm ha, đọc nhanh là ha. Bốn hoàn thành, bốn hoàn thành, bốn hoàn thành, bốn hoàn thành. Được chưa? Đọc cái chữ này. Chữ này không phải là chữ PH của tiếng Việt. Nhiều người Việt hiện nay lấy chữ S và thay cho chữ PH. Không phải. Các bạn sẽ nói tôi phở. Phở, phở. Nhưng S không phải như vậy. Chữ S là hai cái môi còn hở một cái kẽ. Và muốn đọc nó phải có một luồng hơi ra trước rồi mới được đọc. Phở. Phở. Người Việt Nam không có đọc như vậy. Người Việt Nam nói là đi ăn phở. Đi ăn phở. Còn cái này không phải. I'm fine. Các bạn phải đẩy luồng hơi ra trước. Fine. Fine. Còn cái em I'm fine là được chưa? Fine. 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 Nhìn cái môi đây nè. Fine. Fine. Được chưa? Và chữ cuối cùng là chữ V. Không cần đọc, chỉ cần chạm cái môi là thả môi ra là tự động nó sẽ ra chữ này. Ví dụ như là have. Have. Give. 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 Mình để chữ này. Chữ này khỏi. Chữ này là over. Cho nên để đọc được chữ này chúng ta đọc là all. All. Low. Low. Was. Was. All of us. All of us. All of us. All of us. Chứ không phải là all of us. Không phải là all of us. Mà là all of us. All of us. All of us. All of us. Được chưa? Vậy ta xong một bộ kiến thức. Cảm thấy tự tin với bộ đi chưa? Có rồi một tháng chưa có nhất nhất chứ không phải mới dạy nó tự tin được.
Dạ. Khi anh nhắc lại, bộ đầu tiên nó nằm hết cái chuyện môn này. Bây giờ, đó là B là book, là ball, là ball. Rồi, pen, ball, pen, pen, pen. Rồi, tới I'm fine, fine, fine. Em có khỏe không? I'm fine, là thank you, I'm fine. Được chưa? Hồi đó giờ mình cứ I'm fine không? I'm fine, không có fine đó em. Ngày xưa khi đại học nói thì được dạy phải gặp chữ F phải đọc pha cà phê, pha cà phê, pha cà phê. Chừng nào pha cà phê diễn rồi mới được đọc I'm fine. I'm fine. Còn chưa pha cà phê được, I'm fine. Được chưa? Xưa thì và xưa thầy được dạy như vậy. Rồi, giờ chúng ta qua tới bộ kế. Bộ kế là bộ thông gió. Bộ này rất là dễ. Rất là dễ. Ta có năm chữ. Đọc, để đọc được năm chữ này các bạn sẽ thấy gió xào xạc. Đầu tiên là chữ S. S. Rất là đơn giản. S. S. Chữ D. Rất đơn giản. Người Việt Nam mình đọc chặt chẽ, sung sướng, xa xôi, giống mặt nhặt. Nó không phải khác như Hà Nội. Hà Nội không phải khác. Đa số tất cả các bạn ngồi ở đây Việt Nam, cho nên chúng ta có phát âm bình thường của chữ S và chữ Z bình thường. Cái chữ thứ ba chúng ta phải cong lưỡi tối đa lên. Washing machine. Washing machine. Washing machine. Washing machine. Washing machine. Chữ này chúng ta phải đọc một chữ Ch. Đa số các bạn khi đọc chữ này, các bạn đều đọc là question. Question. Khi gặp chữ Q và chữ U trong tiếng Anh, các bạn phải đọc là cờ vua. Cờ vua. Như vậy, để đọc được chữ này, các bạn sẽ đọc là cờ khỏe. Cờ. Cờ. Cờ khỏe. Cờ. Sau đó các bạn sẽ đọc chữ này. Các bạn sẽ đọc chờ. Cho nên nó sẽ ra là chắc. Question. Địa chỉ này ta phải đọc question. 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 Any question? Là ai có ý kiến gì không? Any question? Được chưa? Chữ này trong tiếng Anh dễ rồi. Trong tiếng Việt ta có chữ tổ quốc. Nhưng khổ cái người Việt Nam không đọc tổ quốc. Người Việt Nam đọc tổ quốc. Chết ở chỗ này. Em không thể nào phiên âm được tổ quốc. Cho đó người Việt Nam phát âm sai rất là nhiều và rất là dữ dội. Từ hôm nay tới đi các bạn tập cho được chữ này là tổ quốc. Mặc dù mình nói như vậy mình về nhà có thể ba mẹ mình có chuyện. Trời ơi bữa nay mình nói cái gì vậy? Nó con tập để nói tiếng Anh cho chính xác. Very good. Tổ quốc. Thì từ đó các bạn mới đọc question. Question. Yeah. Để làm chi? Để các bạn có phân biệt cái chữ này. Chữ này cũng khiếp khó. Ở đây các bạn thấy khờ quờ. Nhìn xuống đây các bạn sẽ thấy chữ này sẽ đọc là hờ quờ. Vì người Việt Nam không có từ tổ quốc. Quốc không có, quốc nhớ quê, người Việt Nam là về quê chứ không có gì về quê. Về bây giờ phải đọc là quê mà không thể đọc chữ quê nữa được, vì nếu chúng ta không đọc được cờ vờ thì khi gặp chữ khi trong tiếng Anh chúng ta sẽ chết mất. Ví dụ như chữ khoai, các bạn không cờ vờ thì không cách nào còn đọc được chữ khoai. Point. Tôi hoàn toàn ủng hộ anh. Quite.
Nhưng tới chỗ này, bà ơi, chữ này các em biết nó từ hồi lớp 6 rồi, nhưng gần như không em nào đọc đúng. Ví dụ như chữ này, đại số chúng ta là why, không phải, nó là hờ một cái, và mình nói, ý, mấy cái cậu giờ này đi đâu, tôi đọc giải rồi bây giờ. Giờ, nó sẽ là hoa. Hồi nãy tôi lấy các bạn được giải where. Where do you go? Dạ, có. Where do you go? Where do you go? Chút xíu này sẽ giải cho chữ go sao? Go. Chữ này khó lắm. Được chưa? Giờ ta qua được chữ này chưa? Nhớ dùng cho thầy question. Nhớ dùng cho thầy cờ vừa. Nhớ dùng cho thầy hờ vừa. Phải. Phải. Nói anh yêu em. Chưa? Một cái chàng này nói với người ngồi kế bên, anh yêu em. Cái người kia hỏi phải. Phải. Cái thằng chó, tại sao mày yêu tao? Phải. Hồi xưa giờ mình quen rồi. Why? Từ nay cứ đi đường quay hoặc là được cả rồi. Cuối cùng chữ này, chữ này các bạn phải để cái lửa ở đây, các bạn sẽ tập chữ này. Ai biết chữ này không? Surgery. Chữ này là mổ, phẫu thuật. Các bạn sẽ đọc giống như chữ này. Sợ. Sợ. Sợ cái này các bạn sẽ đọc chữ này. Thọ cái lưỡi vô đây. Vì sớ nó nằm đây. Vì sớ nó nằm đây. Bây giờ mới tập hợp cái chữ ri nè. Surgery. Trong tiếng Anh để đọc được chữ R. Với cái video nãy thầy có nói tới chưa? Chưa tới. Chưa tới chữ R bên kia. Bên cái video. Thầy có nói R tiếng Nga, R tiếng Pháp, R tiếng Anh. R tiếng Anh các bạn chưa? Có đọc nó một cái quét. Các bạn có quét từ đây. Ví dụ như hair. 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 Được chưa? Từ gà hết lên là hair. Chứ không có hair nữa nha. Hair là không được. Hair. Hair. Vậy ở đây các bạn có thấy nè. Đầu tiên các bạn đọc cái sớm nó đây. Sau đó bạn thọt cái lưỡi ở đây, bạn đọc chữ R. Sau đó bạn trả cái lưỡi trở ở đây, bạn đọc chữ R. Tưởng tượng được cái lưỡi mình nó di chuyển chưa? Sớ. Sớ. Rì. Bắt đầu đọc nhanh lên nè. Sớ, sớ, rì, sớ, sớ, rì, sớ, 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 được chưa? Bộ thứ hai. Chúng ta qua cái bộ thứ ba. Bộ thứ ba. Rồi bộ răng. Có nghĩa là phải có cái răng cửa thì mới đọc bộ này được. Bạn nào đây có răng cửa đúng không? Phải có răng. Có 3 chữ thôi. Nhắc lại, trong tiếng Anh không có chữ T. Chữ T của tiếng Anh phải đọc lại. Có nghĩa là để đọc được chữ này, các bạn phải để cái lưỡi lên cái răng cửa, các bạn bật cho nó rời khỏi cái răng cửa. Sau khi nó đã rời khỏi cái răng cửa, các bạn mới bắt đầu đọc. Ví dụ như số 2, ta sẽ đọc là Two. Không phải thu. Không phải thu. Không phải thu. One, two, three.
để được tập chữ này dễ hơn, các bạn tập chữ này. Tạm thời để tập chữ này chữ go. Để đọc được chữ go, các bạn phải khởi động ở đây. Các bạn chờ cái trái táo của mình. Thấy cái táo chưa? Chữ go phải khởi động ngay cái trái táo. Go. 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 Nếu các bạn để cái tay đây mà các bạn đặt mà cái tay này không rung, cái ngón tay này không rung là sai. Go. 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 I go boom. Go. I go boom. I go boom. Rồi cả lớp mở nghe. Go. 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 Nhúc chít ở đây đồng thời nhúc chít ở cái hậu môn. Cầu. 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 Đang mắc đáy rồi. Cầu. 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 Các bạn coi phim Mỹ các bạn thấy mấy thằng đó mỗi lần cảnh sát tới go 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 go. Cầu. Đó. Giọt rồi. Ta nói cho giọng miền Nam. Bật. Bót. Bót. Cầu. Tới đây các bạn sẽ tập như thế này. Hay cầu. I go. Tới chữ chu các bạn đừng đọc. Các bạn để cái lưỡi lên cái răng cửa các bạn bật ra luôn. I go to school. I go to school. I go to school. I go to school. I go. I go. To school. School. Go to school. 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 Để đọc chữ này, chữ O này, các bạn phải nhét cái lưỡi lên đây. I want. I want. Nhét hết cái lưỡi vô tới tận cùng tổ quốc. I want. I want. Chữ này không đọc, xé cái lưỡi lên, chân ra. Drink. Drink. Chữ này gặp nữa là được. Y hệt như chữ này. Water. 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 Thấy chữ T chưa? Thấy chữ T nào? Water. Thấy chữ T nào? Để ở lưỡi này bật ra. Vậy ở đây bạn gặp hai chữ T này con nhập lên một. I want. I want. Drink. Drink. Water. Water. I want to drink 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 water. I want water. I want to drink water. I want to drink water. I want to drink water. I want water. I want to drink water. I want to drink water. I want to drink water. I want water. I want water. I want water. I want to drink water. I want to drink water. I want to drink water. I want water. I want water. Được chưa? Để đọc cái chữ này các bạn không cần đọc. Các bạn chỉ cần thè cái lưỡi ra, thụt cái lưỡi ra. Wood. 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 I go with you. I go. I go. Wood thả lưỡi ra thụt vô. Go. Go. You. Sau đó thì nó móc qua đây. Chữ này không phải là chữ U mà chữ này là I U I U I U. Hồi xưa dạy con được dạy là U U cũng phải. Nó là I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U. Chứ không phải là U. Cho nên nó mới cái chữ thêm thiếu. Thank you. Nè. Chị ca này móc vào đây nó mới ra kêu được. Chứ nếu là du thì phải thay du chứ sao phải kêu. Thấy được chưa? Vì nó là yêu. Yêu mà nó phải là yêu. Mà nó phải là du. Nó yêu. Không phải là yêu mà nó cũng phải là du. Yêu. Nó là yêu. 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 Bây giờ chữ này ta sẽ đọc là I go with them. 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 I go with them.
Được chưa? Anh cảm sau bữa hôm nay nhìn nhà chúng ta sẽ cảm thấy thật thật thật. Bất cứ khi nào các bạn cảm được, các bạn cứ Zalo, Messenger các thứ, bạn nào cũng cài cũng phải động tối đa cho này. Những cái máy của bạn thân mạnh, máy mà có 8G thì làm gì, gì trả lại cho ba máy 8G bỏ cho con máy khác nhiều 108G đến này chơi mới được, nó chơi với không cần nội động thường, cái tablet mạnh nó có cái iPad hoặc chơi cái Samsung 10 mới ra đấy, cỡ đó được rồi. Vậy thì ba con mơ ước tầm thường, ba cho con cái gọi là Samsung nhưng mà phải 256G nữa. Rồi, vậy các bạn xong được chữ này chưa? Chúng ta tới chữ cuối cùng trong cái bộ này. Đó là gặp cái chữ này các bạn đừng có rờ cái lưỡi, để cái lưỡi trên đây luôn. Để luôn trên này thôi. Vâng, và đây. Tìm, à, tìm. Tìm, tìm. Tìm, tìm. Tìm, tìm. Tìm, tìm, tìm. Thứ bảy này mày có đi I'll be there. Đám sinh nhật nhỏ bạn mình không? Yeah, I'll be there. I'll be there. Yeah, I'll be there. I'll be there. Then, there, 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 there. I'll be there. Okay, chúng ta nghỉ một chút, ta sẽ đọc tiếp hai bộ nữa. Rồi, cảm ơn.